Sáng ngày 12 tháng 10, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn thông tin, kế hoạch chạy tàu Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sẽ tính từ ngày 26 tháng 1 đến hết ngày 26 tháng 2 năm 2024. Trong thời gian nghỉ Tết, từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 12 tháng 2, công ty còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu từ Sài Gòn đi Huế, Đà Nẵng, Tam Kỳ, Quảng Ngãi, Nha Trang và ngược lại, phục vụ hành khách đi du xuân. Dự kiến tàu chạy khoảng 390 chuyến, tương ứng với 200.000 chỗ. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10, công ty nhận đăng ký vé tập thể. Sau ngày 15 tháng 10, công ty bán vé cho các tập thể đã đăng ký. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 10, công ty bán vé cá nhân. Trong đó, mỗi hành khách được đặt chỗ và mua vé không quá 10 vé cho chiều đi và 10 vé cho chiều về. Trong đợt cao điểm Tết, hành khách mua vé xuất phát tại ga Sài Gòn ngày 8 tháng 2 với cự ly đi từ 1.000 km trở lên sẽ giảm 3%. Các vé tập thể từ 10 người trở lên giảm từ 2% đến 8% giá vé. Hướng dẫn viên du lịch cũng được giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6, giảm 30% loại chỗ nằm khoang 4. Khách mua khứ hồi được giảm 5%, sinh viên được giảm 10 đến 20% giá vé. Các chuyến tàu chạy rỗng, công ty cũng thực hiện các chương trình khuyến mãi giảm từ 5% đến 30% giá vé cho hành khách như mua vé xa ngày, mua tập thể, khứ hồi.